Hiện tại mưa rất là lớn tại mộ cậu, nhưng mà người hâm mộ vẫn đến nha. Cảnh này chỉ có ở mộ cậu thôi. Đúng rồi, chỉ có mộ cậu thôi. Đây là một cảnh rất là đẹp. Lúc mà trời mưa rồi. Quá là diễm luôn. Đây là cảnh tình thương bến hương. Đây là gọi cảnh là cảnh tình thương bến hương nha. Mưa lớn quá rồi. Cô Năm chia sẻ là tình cảm của cô chứ Năm chỉ có gói thuốc ba số năm. Rồi, cái đầu tôi đi dưới vậy. Cảnh này chỉ có ở Bình Dương thôi. Đúng như vậy mới là tình cảm, mình chui vô cây cọn gì đó hôm nay. Hiện tại mưa rất là lớn luôn. Tình cảm của cô Năm là như vậy đó. Anh Di Minh, anh Di Minh chào cô Năm. Mới chia cô vô cho cô. Đúng rồi. Mưa quá lớn quá cả nhà ơi. Ông ngồi xuống đây luôn. Một thuốc rồi mời cậu luôn. Đây mới ra mới nước con ngủ luôn. Mưa lớn quá rồi. Nó néo vô cho cái dù á. Cái dù nhỏ hả? Hiện tại mưa rất là lớn luôn nè cả nhà, ở bên ngoài nào mưa lớn nè, thấy không? Mưa ngoài mưa rất lớn luôn, nhưng mà anh em vẫn ở trong đây nha, vui nha, anh em vẫn thương chợ nha, chứ đứng bên ngoài vậy. Cảnh này cảnh này chỉ có ở Bình Dương thôi, độc lạ Bình Dương. Đây quá đẹp luôn ha. Mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Vô luôn cô ơi, để ông đi vòng ở đây nha, vòng ở đây quay cảnh nè mẫu cậu lúc trời mưa nha, rất là vui luôn. Đây mẫu cậu lên, lên trời mưa rất là vui luôn đó. Mẫu cậu là trời mưa tình thương bến thương luôn. Tại mộ cậu trời mưa nè cả nhà, nhưng mà rất là vui luôn ha. Anh em mỗi người cầm cái dù đứng xung quanh mộ cậu là móc cười đó cả nhà. Này trời đang mưa nè, bên ngoài đang mưa rồi cả nhà, thấy không? Bên ngoài đang mưa ha nè. Nhưng mà anh em mỗi người cầm cây dù đứng kết lại với nhau tại mộ cậu nữa nha. Đây là có cô che cho cậu này nha. Đây cảnh này chỉ có tại ở mộ cậu thôi nha, chỉ có tại mộ cậu mới có cảnh này thôi đó, trời rằm á. Đây đang đứng cái cô này che cho mộ cậu nè. Nè bên ngoài mưa nè, thấy không cái nhà, có người mộ bạn có mưa tới luôn, bạn có mưa tới giếng cậu luôn. Có một đoàn xe tang đang đi ngang đây, đoàn xe tang rất là lớn đi ngang luôn. Ở đây một ngày mà biết bao nhiêu đầu xe tan đi ngang luôn. Đi xuống là thiêu á. Là thiêu dưới đó đó chị. Là thiêu lớn lắm. Ngày không biết nhiêu cái thiêu. Đây. Cảnh này chỉ có ở mộ cậu thôi nha.
mưa rơi thì cứ mưa rơi cô hát, cô hát rồi cả nhà. Dù quá này trời ơi, mình dưới giỏi ngược lại cái mặt nhìn ghê không, xây ra ngoài. Hả? Thấy trời mưa mà anh em vui không? Này, trời mưa anh em YouTube quay quanh che mộ cậu nha. Đây, có cái dù che mộ cậu nè. Đó. Mưa lợp đợp đó nè, mưa rồi đó nha. Đây. Nè. Mưa rất là lớn luôn ha, có anh nè vẫn mưa đi thăm cậu luôn nè. Đây. Mưa rất là lớn luôn. Chào cả nhà nha, mưa lớn quá cả nhà ơi.